Xin được chào vị thính giả, alo ạ. À vâng, alo ạ. Vâng. Vị thính giả thân mến ạ, mình có thể giới thiệu tên là gì và đến từ đâu được không ạ? Vâng, em là Chiến ở Nam Định. Vâng, anh Chiến ở đâu ạ? Vâng, em ở Nam Định. À, Nam Định, vâng. Xin mời anh đặt câu hỏi đến chương trình nhé. Vâng, em có đặt câu hỏi thế này. Em có một người bác, gần bác mới, mới sáng nay thì bị đau chân mà. Đấy, tao ở ngón chân cái, nó thấy đỏ mà bác ấy kêu nhức nhối lắm. Vâng. Thì đang nghĩ đến là liệu có phải là gút hay không, hoặc là như thế thì bác phải khám ở đâu. Vâng. Vâng. Ngay bây giờ thì bác sĩ của chúng tôi sẽ cùng tư vấn cho anh ạ. Xin được mời bác sĩ ạ. Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn cường nhé. Xin chào anh Chiến ạ. Chào bác sĩ. Vâng. Dạ vâng. Ông anh mà mới đau ở ngón chân cái nhức nhối, muốn khám ở đâu thì mới xuất hiện cái đau này thì đầu tiên thế này này, cái đau nó là nó có thường xuyên không này, mới đây chưa nó nói lên cái điều gì. Cái thứ hai nữa là ông anh thì có hay uống bia uống rượu không? Nếu như uống bia uống rượu nhiều mà thấy xuất hiện đau dữ dội ở ngón chân cái đau đến cái mức là không đi được giày thì cơ, chứ còn nó còn mới hơi đau này thì có thể là một là ông có xem ông có va đập hay không, hai là có cái bệnh lý gì khác nữa thì phải đi khám bệnh, phải có bệnh nhân cụ thể thì nói tốt nhất là đi đến khám. Thì anh có thể cho ông anh giới thiệu ở ông ở đâu đấy, đến phòng khám nào đó của quận huyện đều được, cả của xã nó đang khám được đấy, thế thì đi khám bệnh đã để xem cái gì. Và nếu muốn làm giảm cái ngón đau cái thì nguyên cái đau ở cái ngón chân cái thì có thể có bệnh lý về khớp mà cũng có thể là gút đấy. Thì là bác kêu là nó đau dữ dội. Vâng. Nếu hiện tại đau như thế mà chưa đến viện được thì có nên dùng thuốc gì không? Bác sĩ. Dạ vâng, tốt nhất là phải đi khám bệnh. Chứ còn không có lên mình cứ mà cậy cái này cái kia, tôi bận lắm tôi không đi, bận gì bằng tính mạng của mình được đấy. Không ngắm bệnh thì không chẩn đoán được bệnh, uống thuốc lung tung vào lại có những cái tai biến lọ kia này khác nữa, không nên. Trên bây giờ tôi bảo ông đau này ông uống cái A cái B C thì đỡ, nhưng biết đâu ông lại thủng dạ dày, ông lại bị có bệnh lý khác nữa mà uống cái thuốc vào nó lại làm từ cái nhẹ nó thành ra bệnh nặng. Cho nên tốt nhất là đi khám bệnh. Bởi một cái triệu chứng đau ngón chân cái chưa nói lên điều gì. Vâng. Thế còn là em nhân đây em hỏi thêm một chút nữa là ông của em thì bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, ông đã 80 tuổi rồi thì ông cũng hay kêu đau khớp ấy, thì nói là có cái thuốc Hoàng Thú Phong thì liệu rằng là có hợp lý để dùng không, và như trường hợp của ông em thì dùng cái đấy có được không? Dạ vâng, tôi đang tư vấn cho các bệnh nhân bị gút mà có thể sử dụng cái Hoàng Thống Phong, nhưng là với có cái chẩn đoán chính xác đã. Thế còn anh hỏi cho người ông mà tuổi đã 80 rồi, thỉnh thoảng lại có cái xuất hiện hay đau khớp, thì cái đau khớp nó có nhiều nguyên nhân. Có thể một là những người tuổi già này thì có thể đây là do những cái thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp ở cái người cao tuổi thì không thể uống cái Hoàng Thống Phong được, mà phải chọn cái vị thuốc khác, ví dụ như cốt thoái vương ạ. Thì anh không lười uống thuốc tây, anh uống cái thực phẩm năng thì anh uống cái cốt thoái vương thì có thể được. Nhưng nếu như cái người mà có phải viêm đa khớp dạng thấp hay viêm các cái bệnh lý gì đó nó ảnh hưởng đến cái khớp ấy, thì phải có những cái chỉ định cụ thể và khám cụ thể. Nhưng nếu như của ông mà tuổi 80 rồi, chưa có điều kiện đi khám chữa bệnh ở cái nơi chỗ có phòng khám nữa, mà muốn làm giảm cái đau khớp này thì tốt nhất tôi khuyên anh là có thể sử dụng cái thực phẩm chức năng cốt thoái vương. Cái thực phẩm cốt thoái vương này nó có trong đó nó có bổ thận, có các vị thuốc làm giảm đau gai khớp, có vị làm giảm cho cái khí huyết nó lưu thông và nó làm cái thấp nó ra ngoài. Thế thì cái Hoàng Thống Phong là thích hợp với những cái người cao tuổi có đau lưng, có đau vai, có đau khớp đấy, có đau khớp cổ, đau khớp vai này, đau khớp cột sống này, đau gối này, thì những cái thoái khớp đấy, đấy là cốt thoái vương đúng không ạ? Cốt thoái vương nó hợp lý hơn nhiều anh sử dụng cái Hoàng Thống Phong. Hoàng Thống Phong là cho những cái người mà đau như chó cắn, đau dữ dội ở các cái ngón tay, ngón chân, nhất là các cái ngón chân, đặc biệt là ngón cái. 60% các bệnh nhân bị gút là đau ở cái ngón cái anh ạ, nhá. Vâng. Vâng. Anh thì còn có hỏi nào không ạ? Không biết là gia đình mình thì còn ai bị bệnh gút không ạ? Dạ thì
thấy bác hàng xóm thì bác cũng bị gút nên là nghĩ đến chắc là ông bác cũng bị. Vâng. Vâng. Xin được cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi đến chương trình của chúng tôi và cảm ơn. Vâng, tôi rất thú vị với thính giả vừa rồi. Vâng. Bởi vì chắc là ông nghe đài thì ông thấy cái gút và có người hỏi thì ông muốn hỏi về những cái sản phẩm này. Nhưng tôi xin nói ngay là các sản phẩm thực phẩm chức năng không phải là thuốc, nhưng nó có thể hỗ trợ để điều trị bệnh này bệnh kia, nhưng với điều kiện là sử dụng hợp lý và đúng bệnh thì nó mới có hiệu quả. Anh nghe tôi nói xong anh mua về nó chả đỡ thì mà nó không đúng bệnh, không bảo cái ông này nói lung tung này thì không được. Đó, đúng, vâng. Vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi.